Chào mừng các bạn quay trở lại với gian bếp của Lớp Cuisine. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện một món tráng miệng rất là thanh mát, và đặc biệt là quả mâm xôi. Nguyên liệu chính của chúng ta ngày hôm nay sẽ là một trong những nguyên liệu mà đáp ứng được cái tiêu chí của chúng ta, đó chính là bồi bổ sức khỏe. Tại vì trong quả mâm xôi có rất là nhiều các vitamin, khoáng chất tốt cho tóc cũng có, chống lão hóa cũng có, và tăng cường hệ miễn dịch cũng có. Và món ăn ngày hôm nay của chúng ta có tên là tráng miệng mâm xôi cùng với lại cream mascarpone. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi đến những nguyên liệu để thực hiện món ăn này. Đầu tiên chúng ta có là quả mâm xôi, tiếp theo đó là mascarpone cùng với lại heavy cream. Đây là một loại nước có cồn, sử dụng nguyên liệu chính là blueberry. Kế đến đó chính là đường xay, một ít đường vàng. Bánh để làm cái phần đế thì các bạn có thể xài là bánh biscuit, chanh vàng cùng với lại một ít bơ lạc. Sau đó trộn đều lên. Và như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong món tráng miệng trong thời gian cũng khá là nhanh, và với các bước thực hiện cũng rất là đơn giản. Qua món ăn này các bạn có thể thấy là chúng ta vẫn đáp ứng được 3 tiêu chí của chương trình, đó chính là chi phí thấp nè,
Nguyên liệu thì cũng rất là dễ tìm, tại vì hiện tại thì chúng ta có thể là mua được những quả mâm xôi hay còn gọi là phú bồn tử này rất là dễ dàng tại các siêu thị. Và các bạn nhớ là đối với lại cái khi mà chúng ta làm cái này á, mình phải luôn giữ lạnh để nó đảm bảo được ngon. Thứ nhất là những cái phần sốt của mình, ví dụ như là cái phát sốt khi nãy mà Long làm á, vừa làm ra là chúng ta phải cho nó ngay vào tủ lạnh rồi để nó có cái độ sánh lại, chứ không là nó sẽ bị chồng lẫn lên nhau. Và đặc biệt là đối với lại những cái phần cream này, khi mà ra nhiệt độ phòng á thì nó sẽ bị không giữ được, đứng được lâu mà nó sẽ làm bị ngã và nó tan chảy đi. Còn bây giờ thì chúng ta cùng thưởng thức nha. Đầu tiên là cái phần kem. Phần kem là cái phần mà Lâm rất là thích. Ở trong cái phần kem này, cái mà nổi bật nhất mà mọi người khi mà làm cái món này, mọi người là nên bỏ cái phần mà nước vodka mà nó có cái vị của blueberry, nó là tạo nên cho cái phần kem này nó đặc sắc hơn, nó đặc biệt hơn. Tại vì nếu mà như chúng ta làm mà chỉ có mascarpone với lại whipping cream đánh chung và lại với nhau á, thì nó chỉ nổi lên và nó dậy lên được cái vị béo thôi của từ mascarpone. Tuy nhiên là ở đây là có được cái độ thơm của từ cái nước có ga, vị vodka blueberry. Thứ hai nữa là khi mà chúng ta bào cái phần vỏ chanh vào á, nó dậy lên được cái mùi thơm nhẹ, rất là thơm. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ thử luôn cả cái phần dưới, chúng ta sẽ thử cả cái phần kem này kèm chung với lại một ít cái quả mâm xôi mà chúng ta đã nấu nó sánh lại. Long cực kỳ ấn tượng với là cái vị chua của cái quả mâm xôi. Nhiều người khi mà ăn không á, cái quả này ví dụ như là cái quả nằm ở trên á, thường là cái cảm giác đầu tiên ban đầu lúc nào cũng nằm nhăn mặt và nói là wow, sao có trái gì mà chua quá. Tuy nhiên là khi mà chúng ta nấu như vậy, giống như syrup, nấu cho nó nghiền ra. Ví dụ như ở đây Long là thích ăn luôn cái phần hạt, tại vì khi mà mình ăn vào nó có cái độ chua nè, lại có thêm cái độ sạm sạm khi mà chúng ta cắn cái phần hạt ra, ăn nó rất là thú vị. Còn nếu như các bạn không thích ăn cái phần hạt thì chúng ta vẫn có thể là sau khi mà mình nấu xong cái phần syrup, mình xay nhuyễn nó ra rồi mình rây qua một cái lượt mịn, thì lúc đó chúng ta sẽ còn lại duy nhất là cái phần mà syrup của cái quả mâm xôi thôi, thì lúc đó nó sẽ không có nhám cái phần cái hạt. Và chúng ta sẽ cùng thử kết hợp chung luôn với lại cái phần có phần cracker bên dưới, kết hợp chung với lại bột rất là đầy đủ. Phần cracker, phần syrup, phần cream ở trên. Cực kỳ mát và sảng khoái. Đông tin chắc là đây sẽ là một trong những món là thứ nhất là chúng ta sẽ dụ được chị em, và thứ hai nữa là đây là cũng rất là phù hợp với là chị em phụ nữ, bởi vì một trong những cái tính chất mà nó mang lại đó chính là chống lão hóa là một, thứ hai là tăng cường cái hệ miễn dịch, giúp cơ thể của chúng ta nó được khỏe khoắn hơn. Và thay mặt chương trình rồi, chúng tôi cũng dành lời cảm ơn đến tất cả các bạn đã luôn support và chia sẻ những video clip mà kênh ẩm thực Love Cuisine đã thực hiện. Và nếu như các bạn yêu thích những món ăn mà chương trình đã thực hiện thì đừng quên bấm subscribe kênh ẩm thực Love Cuisine của chúng tôi trên YouTube. Còn bây giờ thì Long xin phép được chào và hẹn gặp lại mọi người ở những số tiếp theo.